Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty nhôm đúc Nam Định Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn Hàng rào nhôm đúc và trụ nhôm đúc rỗng dành cho hàng rào thưa à, Như cái hàng rào ở đây ấy, thì là bên mình đang thiết kế là có chiều cao Phần cao nhất là 1m35 và cái phần thấp hơn như ở đỉnh thấp đây thì là 1m20 Các cái nan thì là có cái khoảng cách từ nan nọ đến nan kia là 8 cm và cái phần độ dày của từng nan là 2,5 cm và chiều rộng độ rộng nan cũng có cái độ rộng là 2,8 cm phía trên các cái đầu trụ hàng rào thì bên mình có trang trí bằng các cái lồng đèn lồng đèn này thì có thể là lắp bóng đèn bên trong trong những cái buổi tối mà có sự kiện thì mình có thể bật những cái đèn này lên rất là đẹp nhìn nó trang trí tuyệt vời cho cái không gian ngoại thất của công trình ở phía gắn kết giữa các cái nan nọ với nan kia ở đây thì bên mình là có để hai cái họa tiết đó là ở tâm là hình tròn và phía bên trên là cái hình ngọn nến nhỏ thì là mình làm cái phần đó để phần uh, trang trí để gắn kết phần uh, hàng rào với nhau phía bên này là phía cổng thì là cũng có cái uh, họa tiết là uh, giống với cái họa tiết của cái phần uh, hàng rào là mình làm đồng bộ với nhau nhiều người cũng thắc mắc hỏi là uh, em ơi cái À, hàng rào nhung đúc như này thì có bền không được bao nhiêu năm và bao nhiêu năm thì cái màu sơn là phải thay lại đấy thì mình cũng xin trả lời trong cái video này luôn à, thứ nhất là cái phần à, màu sơn ở đây ấy, thì thông thường ấy, nó có độ bền tầm khoảng từ 8 cho đến 10 năm thì bắt đầu là nó có các cái hiện tượng là cái màu nó sẽ bị xuống màu à, cái này thì nó giống như cái màu sơn của à, ô tô quý vị và các bạn ở nhà hay dùng ấy thì lúc đầu mua về thì nó sẽ bóng nhưng mà sau một thời gian do những cái tác động của môi trường thì là cái màu sơn nó sẽ không được bóng như ban đầu và nó sẽ xỉn xuống màu. Khi đó thì nếu mà không có những cái va đập về vật lý cơ khí thì mình chỉ cần là làm lại cái phần bóng đấy cho đẹp là được. Cái phần đó thì là bên mình có thể đến công trình để là sơn cái phần bóng đó lại cho sản phẩm của quý vị và các bạn nên các bạn yên tâm về những cái phần màu sơn như thế. À, các bạn có những ý kiến phản hồi gì thì hãy comment phía bên dưới để quý công ty được biết và có những cái giải đáp những cái thắc mắc của quý vị và các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho công ty nhung đúc nam định. Xin chào quý vị các bạn.